Xin chào đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã đến với kênh dạy HP của em nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị với lại cả nhà mình xem một cái mẫu dép. Ở đây thì như anh chị mình thấy á, cái dạng dép này nó là dép qua nhúng á. Thì để biết được thêm cái dạng dép này như thế nào á, thì trước khi vào video á, cả nhà mình yêu thích, cả nhà mình nhớ là cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký nè, để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu và lại chia sẻ cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu dép mới hơn nha cả nhà. Bây giờ thì em mời cả nhà vô xem video cùng với em nha. Thì như anh chị mình thấy ở đây á, là hiện tại em đang có 3 màu nè cả nhà. Nó gồm có màu kem, màu đen với lại màu nâu. Đó, đây, kem, đen, nâu, có 3 màu luôn. Thì màu nào cũng dễ mặc đồ hết trơn á. Thì tí hồi sẽ giới thiệu từng màu sau. Bây giờ em sẽ vô cho anh chị mình xem về cái chi tiết về cái dạng này trước ha. Thì như anh chị mình thấy ở đây á, là em cái form, cái mẫu quai của em nó là cái dạng quai là quai nhúng nè cả nhà. Này, nó làm cho mình những cái đường nhúng giống như này nè. Mà cái bản quai của nó là bản quai to nữa, nên là chân chị nào hay là chân bạn nào á, bạn ngang mình to thì cứ yên tâm, mình vẫn có thể mang được cái dạng dép này luôn nha cả nhà. Bản quai to thì nhiều khi là nó sẽ ôm được hết, ôm gọn được luôn cái bàn ngang của mình, nên là mấy chị mấy bạn mình cứ việc yên tâm mà mang thôi, không có sợ là sẽ không ôm chân, sẽ không chắc chắn chân, cái đó thì không có đâu ha. Thì quay sơ về cái dạng đế nó trước. Cái dạng đế của nó thì ở đây nó có là đế đen á cả nhà, nhiều đế đen màu đen lên cái nó tách thu vậy, không có thấy cho hai cái anh chị cả nhà mình không có thấy được. Để em quay lại một kem. Nó thì màu kem. Cái form đế của nó thì nó cao khoảng cỡ 2 phân, vừa tầm cho mấy chị với lại mấy bạn mình mang, không quá cao cũng không có quá thấp. Cái phần mũi á, mũi dày của nó thì là mũi tròn nè. Nhưng anh chị mình thấy ở đây á, thì cái phần mũi của nó, mấy cái viền này là cái viền chỉ may của nó nè, nó móc chỉ luôn. Nên là cả nhà mấy chị mình mang á, không có sợ là đang mang nửa chừng mà nó bị bong hay là bị chóc cái này cái kia, cái đó thì không có đâu nha cả nhà ơi. Tại vì may chỉ rất là chắc chắn luôn. Cái phần lót này, để em quay sơ cái phần lót trước, cái quay sơ cái phần lót cho cả nhà mình xem. Thì như cái phần lót của nó, cả nhà mình thấy á, lót của nó là bằng da, nên là mình mang á, rất là êm, cực kỳ êm chân luôn, sẽ không có sợ bị đau, mềm nữa, siêu mềm luôn á. Mấy chị khách bên em thử á, vô chân nó rất là khoái, tại vì cái đế nó vừa mềm mà cái phần quai nó cũng êm chân nữa. Dưới đế này á thì nó làm cho mình những cái đường răng cưa giống như vậy nè cả nhà. Tại vì hiện tại vẫn còn đang trong mùa mưa, nên là làm cho mình những cái đường răng cưa giống như vậy, nó sẽ tạo cho mình một cái độ ma sát nhất định, để cho nhiều khi mà mấy chị với lại mấy bạn mình mang á, nó sẽ không có bị trơn, bị trượt, để té ngã này kia, không có đâu nha cả nhà. Form size á, thì em có đủ size là từ 35 cho tới 39. Còn màu thì cũng có 3 màu như ở đây luôn. Ví dụ chị nào mình muốn sang, muốn sáng chân á, thì lựa chọn cái màu kem như này. Màu kem thì lên da rất là sáng rồi, cũng không hề kén đồ đâu nha cả nhà. Mình mặc đồ gì mình vô cũng được hết trơn á. Thì có mấy bạn mà có tin tin giống như em á, thì mang dép thường thường nó sẽ mang vớ vô thêm. Mấy cái vớ hình này kia rất là xinh luôn, để có thể lựa chọn cái màu kem như này, nếu mà không sợ dơ, sợ bẩn. Còn ai mà muốn mình đơn giản, mình muốn sạch á, thì có thể lựa chọn màu đen. Đen thì như anh chị mình thấy đây, đây là một cái màu đen, đen thui luôn. Đó, sợ dơ sợ bẩn cứ lựa chọn màu đen cho em. Còn nếu mà muốn màu nó sáng hơn một chút xíu á, thì có thể lựa chọn màu nâu nha cả nhà. Đó, màu nâu. Ba màu, màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Mình có thể mang cái dạng dép này mình đi cà phê nè, mình đi dạo, hoặc là mình mang đi chơi gì cũng được, không hề kén đồ luôn. Mặc chung với lại váy nè, với lại quần jean hay là quần sọt gì á, mình mặc chung với lại cái đôi dép này cũng rất là ok luôn nha cả nhà. Thì như lúc đầu em đã nói á, cái chất liệu của cái dạng dép này á, thì đa phần nó đều là bằng da hết. Nên là nếu mà mấy bạn hoặc là mấy chị mình nè, có đi, có mang á, mà nó bị dính dơ hoặc là dính bẩn á, cả nhà mình lưu ý giúp em là mình chỉ nên lau chùi thôi, không nên chà hoặc là giặt nha cả nhà. Tại vì chà hoặc giặt á, nó sẽ rất là dễ bị bong. Tại như anh chị mình thấy ở đây, cái phần quai của nó, cái da, cái chất liệu da của cái quai á, rất là mềm. Nên để em lấy nét lại nha. Đó, cái chất liệu quai của nó rất là mềm luôn, em bóp cho cả nhà mình thấy nè. Nếu mà mình lấy bàn chải mình chà với một cái lực tay rất là mạnh á, thì cái da của nó sẽ rất là dễ bị bong. Nhất là mấy cái phần viền ở chỗ này nè cả nhà, cực kỳ dễ bị bong luôn. Nhưng mà nếu mà để dép mình nó bị bong như vậy á, thì nó sẽ bị mất thẩm mỹ, nó sẽ không có được đẹp nữa. Nên là ví dụ nếu mà cả nhà mình muốn mà nó bền á, muốn sử dụng được lâu á, thì cả nhà mình lưu ý giúp em, mình chịu khó là mình chỉ nên lau chùi thôi, không nên chà hoặc là giặt nha.
Thì phong size em có đủ size là từ 35 cho tới 39. Hiện tại hàng mới về nên là em vẫn còn đủ size. Nếu mà anh chị cả nhà mình yêu thích á, mình ưng mẫu này cứ chụp màn hình lại. Sau đó ưng mẫu nào là mình khoanh tròn cái mẫu đó, cái màu đó. Rồi inbox qua Zalo hoặc là fanpage cho em. Zalo với lại fanpage của shop thì em có ghim ngay bên góc bên tay trái á cả nhà. Đó, mình có thể là nhắn tin qua bên đó, gửi mẫu nè, khoanh tròn lại cái màu mình chọn rồi báo size cho em để em kiểm tra xem là mẫu đó còn size của anh chị mình hay không. Rồi để em báo lại cho cả nhà mình nha. Như lúc đầu em đã nói là hôm nay em chỉ giới thiệu cho cả nhà mình coi về cái mẫu dép như thế này thôi. Nếu mà cả nhà anh chị mình yêu thích nè, cả nhà mình nhớ là cho em xin một like với lại một lượt đăng ký để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu với lại chia sẻ cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu dài mới hơn nha cả nhà. Nhiều khi hàng mới về á, em sẽ quay giới thiệu với lại chia sẻ cho anh chị mình xem trên YouTube nè. Nên là cả nhà mình cứ đăng ký giúp em nha. Nhiều khi em đăng video mới á, thì cả nhà mình có thể xem được sớm nhất luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt cả nhà. Em hẹn cả nhà vào các video khác nha. Bye bye.